Thế giới ngỡ ngàng với kỷ lục thế giới mới đầy ngoạn mục ở Italy do người Việt Nam lập nên. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tri Thức Việt. Các bạn thân mến, lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam có thí sinh lọt vào chung kết chương trình Britain's Got Talent tìm kiếm tài năng đang diễn ra ở Anh. Ngay sau đó, Quốc Cơ, Quốc Nghiệp được các báo nổi tiếng tại Anh như The Sun, Mirror, Metro, Evening Standard hết lời khen ngợi. Một khán giả cho biết rằng Brazil, ôi chúa ơi, không thể tin được. Đây là màn trình diễn duy nhất trong bán kết năm nay khiến tôi nhảy ra khỏi ghế. Những gì họ làm thật kỳ diệu. Hãy tiến thẳng vào chung kết. Và hôm nay, họ lại làm nên một kỳ tích mới vào lúc 13 giờ 50 phút ngày 3 tháng 2 giờ địa phương tại thành phố Milan, dưới thời tiết khoảng 6 độ C. Có hai người Việt Nam đã chính thức xác lập kỷ lục thế giới mới trong 1 phút 55 giây, ghi danh Việt Nam kỷ lục Guinness thế giới thêm một kỳ tích mới. Vâng, đó chính là hai anh em Quốc Cơ sinh năm 1984 và Quốc Nghiệp sinh năm 1989 là cặp nghệ sĩ siếc nổi tiếng của Việt Nam. Họ từng lập nhiều kỷ lục Guinness và nhận danh hiệu nghệ sĩ ưu tú khi còn rất trẻ, Quốc Cơ năm 28 tuổi, Quốc Nghiệp năm 26 tuổi. Tháng 8 năm 2021, đôi nghệ sĩ được đề xuất danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Vậy họ đã làm gì để xác lập kỷ lục thế giới mang danh tiếng về cho con người Việt Nam? Chúng ta cùng xem nhé! Việc thực hiện kỷ lục ban đầu được xác định lúc 13 giờ Ý, khoảng 19 giờ Việt Nam. Tuy nhiên sau đó ban tổ chức thông báo sẽ diễn ra trễ hơn 1 tiếng. Theo yêu cầu của tổ chức kỷ lục Guinness Thế giới, hai anh em Quốc Cơ, Quốc Nghiệp sẽ bịt mắt, chồng đầu đi lên 10 bậc cầu thang, đến độ cao 2m, sau đó đi qua một thanh ngang hẹp chỉ độ 40cm có chiều dài 10m, rồi đi xuống 10 bậc thang. Trước buổi xác lập kỷ lục, Giang Quốc Nghiệp chia sẻ trong những buổi tập trước đó, họ đều gặp trục trặc. Có lần Nghiệp còn bị rơi xuống nhưng may mắn phía dưới có đệm giải đỡ. Tuy nhiên, trong buổi xác lập kỷ lục thì không có đệm. Vì vậy, ban tổ chức khá lo lắng và đề nghị có xe cứu thương túc trực để hỗ trợ kịp thời. Thời tiết ở Milan khá lạnh, khoảng 6 độ nên cũng gây trở ngại cho hai anh em. Tuy nhiên, vượt qua những khó khăn, thành quả đạt được là phần thưởng cực kỳ xứng đáng cho Quốc Cơ, Quốc Nghiệp, là dấu ấn đẹp để khép lại hành trình thi đấu quốc tế của hai chàng trai vàng làng xiếc Việt Nam. Xác lập kỷ lục Guinness mới tại Italy, anh em Quốc Cơ và Quốc Nghiệp tràn ngập cảm xúc bởi đây là cột mốc cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của họ. Lương y Giang Kiếm Thanh, ba của Quốc Cơ, Quốc Nghiệp, chia sẻ ông đã nghe hai con trai tâm sự sẽ khép lại sự nghiệp thi đấu quốc tế sau sự kiện xác lập kỷ lục thế giới lần này. Ông cảm thấy tiếc nhưng cũng đành phải vậy. Đây là quyết định của hai cháu nhưng tôi nghĩ cũng nên như vậy. Vì Cơ, Nghiệp đã có gia đình, đã có tuổi. Mà tuổi nghề của siếc, các vận động viên thì ngắn, các cháu cũng đến tuổi phải về hưu, ông Thanh nói. Ông Thanh cho biết thêm ông có theo dõi hai con trai tập luyện và cũng hỏi kỹ các bước xác lập kỷ lục. Ông nhận thấy lần này không nguy hiểm bằng những lần lập kỷ lục trước. Tuy nhiên, độ khó nhiều hơn vì phải đi qua chiếc cầu dài 10m mà rộng chỉ có 40cm trong khi vừa bịt mắt vừa chồng đầu. Tuy nhiên, ông biết sự quyết tâm và khổ luyện của hai con nên ông luôn tin tưởng vào thành công. Bà Tăng Nguyệt Nga, mẹ của Quốc Cơ, Quốc Nghiệp, tỏ ra xúc động. Trước lúc con trai thi, bà không dám nói gì cả. Bà chỉ thầm mong hai con có đầy đủ sức khỏe, bình an để hoàn thành tốt nhất dấu mốc quan trọng này. Từ Italy, Quốc Cơ cho biết anh vẫn còn run sau màn trình diễn. Trong khi di chuyển, có lúc anh tưởng ngã khỏi con đường rộng 50cm nhưng cố giữ thăng bằng và hoàn thành suôn sẻ. Quốc Nghiệp nói, chúng tôi chỉ có một lần thực hiện, lại là kỷ lục Guinness cuối trong sự nghiệp nên cả hai hết sức giữ bình tĩnh. Cảm ơn mọi người ủng hộ hai anh em. Vợ Quốc Cơ, MC Hồng Phượng, cổ vũ chồng và em trai từ xa. Cô cho biết những lần trước chỉ mong hai anh em bình an nhưng ở lần thi đấu quốc tế cuối cùng, cô muốn họ đạt kết quả tốt nhất. Quốc Cơ, Quốc Nghiệp đã có sự nghiệp thi đấu rực rỡ nên họ xứng đáng có kết thúc mỹ mãn, cô nói. Hai nghệ sĩ từng 3 lần thất bại khi luyện tập tiết mục. Ở buổi tập hôm 19 tháng 1 tại nhà thiếu nhi quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, họ ngã khi tập theo yêu cầu của ban tổ chức trên mô hình tự mô phỏng. Trước khi lên đường xa Italy một ngày, họ không thành công khi leo lên bậc thang ở cầu Móng, thành phố Hồ Chí Minh. Cả hai cũng cho biết căng thẳng vì thất bại ở màn tập trước giờ xác lập kỷ lục hôm 2 tháng 2. Từ khi nhận được lời mời của ban tổ chức, công ty bán IASPA thực hiện thư viện show Guinness World Records, đến khi lên đường biểu diễn, họ có khoảng 3 tuần chuẩn bị cho tiết mục. Bán IASPA là công ty sản xuất nội dung của Italy. Họ phối hợp tổ chức Guinness World Records GVKR sản xuất chuỗi thư viện show ghi nhận các kỷ lục,
dưới sự giám sát của GVKR. Tiết mục của anh em Hoàng Tử Siếc dự kiến phát sóng vào ngày 20 tháng 2. Năm 2021, Quốc Cơ, Quốc Nghiệp xác lập kỷ lục Guinness leo 100 bậc thang trong 53 giây tại nhà thờ Chánh Tòa ở thành phố Girona, Tây Ban Nha. Cặp nghệ sĩ cũng từng lập kỷ lục Guinness tháng 12 năm 2016 khi trình diễn chồng đầu, giữ thăng bằng leo liên tục 90 bậc thang nhà thờ này trong 52 giây. Lần này, kỷ lục Guinness Thế giới mới với màn trình diễn bịt mắt chồng đầu leo lên 10 bậc thang, di chuyển trên con đường dài 10 mét, sau đó đi xuống 10 bậc thang, bề ngang lối đi rộng 50cm với thời gian 1 phút 55 giây. Cả hai đã hoàn thành xuất sắc trong lần thực hiện đầu tiên. Nghệ sĩ Siếc Quốc Cơ cho biết anh hồi hộp ở khoảnh khắc bước trệt hướng, suýt rời khỏi đường thẳng cách mặt đất 2 mét. Trong khi đó, Quốc Nghiệp xúc động và gửi lời cảm ơn người hâm mộ. Quốc Cơ và Quốc Nghiệp đã xác lập thành công kỷ lục thế giới trong 1 phút 55 giây. Hai anh em ôm nhau khóc sau màn trình diễn, người đại diện của hai nghệ sĩ kể lại. Đây chính là kỷ lục Guinness quốc tế cuối cùng trong sự nghiệp của Quốc Cơ, Quốc Nghiệp. Thành công của Quốc Cơ, Quốc Nghiệp lần này đã ghi thêm một dấu son vào lĩnh vực nghệ thuật xiếc Việt Nam, đồng thời góp phần nâng tầm giá trị người Việt trong mắt bạn bè quốc tế. Quốc Cơ sinh năm 1984, được tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú năm 28 tuổi. Quốc Nghiệp sinh năm 1989, nhận danh hiệu nghệ sĩ ưu tú năm 26 tuổi. Quốc Cơ bắt đầu tập sức từ năm 4 tuổi, còn Quốc Nghiệp tập lúc 5 tuổi. Hai anh em biểu diễn chuyên nghiệp từ năm 1999 đến nay. Năm 2018, Quốc Cơ cùng em trai Quốc Nghiệp làm rạng danh Việt Nam khi có màn trình diễn thành công trong đêm chung kết Britain's Got Talent 2018, lọt vào top 4. Cuối năm 2018, Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới đã thông báo Quốc Cơ, Quốc Nghiệp xác lập kỷ lục Guinness Thế giới với thành tích bịt mắt, chồng đầu đi xuống và đi ngược lên 10 bậc thang trong vòng 53,97 giây. Tháng 12 năm 2021, Quốc Cơ, Quốc Nghiệp tiếp tục xác lập kỷ lục Guinness Thế giới mới với màn trình diễn chồng đầu đi trên 100 bậc thang trong vòng 53 giây tại nhà thờ Chính Tòa ở Girona, Tây Ban Nha. Hai nghệ sĩ Siếc có tên trong danh sách 35 nghệ sĩ được đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh năm 2021. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử phong tặng danh hiệu có hai nghệ sĩ được đề nghị phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân khi tuổi đời chưa đến 40. Sau khi hoàn thành chuyến đi này, Quốc Cơ và Quốc Nghiệp đều sẽ chính thức kết thúc sự nghiệp thi đấu đỉnh cao. Hai anh em họ Giang đã nhận được không ít lời khen ngợi của báo chí nước ngoài. Tờ Gerio viết, anh em Giang Quốc Cơ và Giang Quốc Nghiệp đã lập kỷ lục Guinness Thế mới với màn biểu diễn của mình. Thử thách mà cả hai phải vượt qua đó là chồng đầu leo càng nhiều bậc cầu thang càng tốt trong vòng 1 phút. Ông Janis Matabus, giám đốc của đoàn siếc Grace Christmas, nhận định màn biểu diễn của cặp đôi là một kỳ tích. Để thực hiện thành công màn biểu diễn, cả hai không chỉ đòi hỏi ở mức độ thể chất cực tốt và còn là sự phối hợp nhuần nhuyễn cùng khả năng thăng bằng bậc thầy. Chỉ có họ và Vitalis Do người Peru mới có thể biểu diễn thành thục trên toàn thế giới. Tờ La Vanguardia dẫn lại lời phát biểu của cặp đôi Việt Nam. Chúng tôi rất hạnh phúc và sẽ luôn ghi nhớ thời khắc này. Rất tuyệt vời và cũng rất bất ngờ. Cũng theo tờ báo này, thị trưởng Girona, Marta Madrinas, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Girona, Mick O'Noger và Giám đốc Gran Cercle Nadal Girona, Janis Matabosic, người đã phát hiện ra tài năng của Quốc Cơ, Quốc Nghiệp vào năm 2010 tại Festival Hà Nội đều gửi lời chúc mừng tới hai tài năng tới từ Việt Nam. Tờ Nhật báo Girona cho biết, câu chuyện về kỷ lục Guinness này được bắt đầu bởi cặp nghệ sĩ Trung Quốc Tang Tao và Su Zhengxian vào năm 2014 ở Hạ Môn, Trung Quốc. Họ đã leo 25 bậc thang trong 1 phút. Anh em Quốc Cơ và Quốc Nghiệp đã chọn Girona vào ngày 22 tháng 12 năm 2016 để thử sức, trùng với dịp lễ Giáng sinh của thành phố Siếc. Họ đã leo lên 90 bậc thang của nhà thờ chỉ trong 52 giây. Vào năm 2018, vận động viên nhào lộn người Peru của Vitalis Do đã phá kỷ lục này khi leo lên 99 bậc thang của nhà thờ Girona trong vòng 53,60 giây. Cặp đôi Pablo Nonato và Joel Eict là thành viên của dạp siếc Charlie River được biểu diễn tại Fair of Girona vào năm đó. Sự nghiệp của những nghệ sĩ này liên tiếp gặt hái được nhiều thành công tại các lễ hội và dạp siếc lớn trên thế giới. Họ đã giành được một số giải thưởng và tham gia vào các sự kiện danh giá nhất. Xin chúc mừng hai anh em Quốc Cơ, Quốc Nghiệp đã mang vinh quang cho Việt Nam trong lần xác lập kỷ lục thế giới mới đầy ngoạn mục ở Italy. Đừng ngần ngại để lại bình luận chia sẻ suy nghĩ của bạn nhé! Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo trên kênh Tri Thức Việt.